chào đón đồng nhiệt bởi những người dân địa phương và điều đó tạo nên sự hấp dẫn của giải Master. Năm nay chúng tôi kỷ niệm lần thứ 75 giải đấu được tổ chức. Đây là một sự kiện lớn và là lúc nhìn lại những giải đấu và những nhà vô địch tại đây. Tất cả mọi người được chào đón, được công nhận và được ngưỡng mộ. Năm 2011 tại đây diễn ra Festival Tidor. Đây là sự kiện thu hút được đông đảo sự tham dự của người dân địa phương, tại Allstar và có cả nhà vô địch năm 1987 Larry Mize. Bạn thấy đấy, đây là một niềm tự hào với một thị trưởng của thành phố Augusta. Tham dự đại hội với Larry Mize tại Augusta là một điều tuyệt vời. Tại đây chúng ta được gặp gỡ những huyền thoại vô và được nhớ lại những ngày tháng tuyệt vời của giải đấu. Cũng không thể tin được, bạn đã từng giành chiến thắng ở đây. Nó giống như một giấc mơ trở thành hiện thực. Nhưng có lẽ điều nào không phải là với tôi, mà là với những người dân địa phương quê nhà, những người đã ủng hộ tôi. Lớn lên tại Augusta, bạn luôn mong chiến thắng tại giải Master. Và khi giấc mơ thành sự thật, thì điều đó thật kỳ diệu. Bạn chiến thắng trong tiếng reo hò của những người hâm mộ. Tôi đã thị trường ở đây được 6 năm. Và tôi cảm thấy tự hào vì từng được vinh danh một tay gôn như Gary Player, Ironman Floyd, Ben Crenshaw, Billy Casper và nhiều tay gôn vĩ đại khác. Thế thực sự trở thành một sự kiện của cộng đồng và mọi thứ diễn ra ở đây khá tuyệt vời. Nó cho phép mọi người đến với giải đấu để cảm nhận không khí tuyệt vời của một giải Master. Xin chào, tôi là Michael Spearman. Tôi đang có mặt tại Lake Loda Golf Club ở Orlando, Florida, nơi diễn ra Davis Cup. Hãy đến với chúng tôi cùng những hướng dẫn đánh golf hiệu quả. Tôi đang đứng ở hồ đánh số 2, là một trong những hồ đánh đầy đe dọa ở sân golf này. Lý do là hồ đánh này rất hẹp và chính vì vậy không nên bắt đầu ở phía bên phải. Ngay cả khi đánh bóng nhanh, bạn cũng sẽ đưa bóng xuống hồ nữa. Đối với những người chơi ở lỗ đánh này, sau nhiều năm dạy chơi golf, lỗ chủ yếu của họ là mặt phẳng trong cú swing. Khi vung gậy ra sau, cây gậy phẳng và vòng vào bên trong. Khi lên điểm cao nhất của cú swing và bắt đầu vung gậy, hướng của cú đánh thay đổi và chạy ra ngoài mặt phẳng. Sau đó khi vung gậy về phía sau, cho đến lúc thực hiện cú swing, hướng chuyển động không còn nằm trên một mặt phẳng nữa. Người ta thường có xu hướng thay đổi sự thẳng hàng trong chuyển động. Và ngay khi từ đầu, bạn đã không xác định rõ ràng về ý thẳng của cú swing. Khi bạn nhận ra điều này, bạn đã đưa chân về phía bên phải và dùng sợi số trắng. Hướng sang bên phải và tôi sẽ để bóng sang trái một chút. Ví dụ như vậy, tôi vẫn đánh lệch sang bên phải. Với những hồ đánh được thử thách thế này, bạn cần phải bắt đầu trả bóng trên một đường thẳng. Cách tốt nhất để làm điều này là chọn thế đứng thật vững, bắt đầu với mặt đời, hướng trả bóng đến mục tiêu và thực hiện cú swing phía trước trả bóng.